Bà sau đây xin mời bà con mình nghe bài viết của Nguyễn Văn Tiến, Trận đánh thung lũng Ia Drang. Có hai bài tường thuật kể lại trận đánh thung lũng Ia Drang do lữ đoàn dù Việt Nam thực hiện, một bài của tướng Squarcop và một bài của quân đoàn 2. Tướng Squarcop kể lại sự tham gia của ông trong trận đánh này với tư cách một cố vấn của Trung tá Ngô Quang Trưởng, lữ đoàn trưởng lữ đoàn dù, trong cuốn hồi ký It Doesn't Take a Hero. Quân dù được lệnh ngăn chặn các trung đoàn Bắc Việt bị đánh bại ở thung lũng Ia Drang, đang lẩn trốn trở qua Campot. Tôi đang chập chờn ngủ say. Sau một bữa ăn no nê, đánh chén cà ri gà và rượu bia, thì bị đánh thức, phải đi ra phi trường. Trưởng đã tụ tập một lực lượng to tát khác thường với khoảng chừng 2.000 binh sĩ dù để đi tới Ia Drang sáng sớm hôm sau và đã chọn tôi làm cố vấn cho ông. Chúng tôi được máy bay vận tải đưa tới sân bay vùng đất đỏ Đức Cơ, nơi tôi đã từng đồn trú trước đây, và từ đó trực thăng chở chúng tôi xuôi nam xuống vùng thung lũng. Ngay khi chúng tôi nhảy xuống khỏi trực thăng, chúng tôi liền đụng độ giao tranh với địch. Thung lũng rộng khoảng 12 miles tại địa điểm thung lũng Ia Drang, chạy theo hướng Tây về phía Campot. Và đâu đó trong vùng rừng già đó, đại đơn vị địch quân đang di động lẫn trốn. Chúng tôi đã đáp xuống phía Bắc và trưởng ra lệnh cho các tiểu đoàn băng qua sông Ia Drang và đóng chốt dọc theo trạng núi Chu Prong, với những sườn núi cao chạy hướng về phía Nam. Thật là hấp dẫn quan sát cách trung tá trưởng hành quân. Đang khi chúng tôi lần bước, ông bỗng ngừng lại, nghiên cứu bản đồ và thỉnh thoảng ông lại chỉ ngón tay trên bản đồ và nói, "Tôi muốn anh cho nã pháo vào đây." Thoạt tiên tôi ngờ vực, nhưng vẫn cứ kêu gọi pháo binh bắn theo lời yêu cầu. Khi chúng tôi tới vùng đó, chúng tôi thấy xác địch nằm ngổn ngang. Chỉ bằng cách hình dung địa thế và dựa vào 15 năm kinh nghiệm đánh giặc, ông chứng tỏ khả năng đặc biệt tiên đoán ý đồ địch. Khi bộ chỉ huy lập trại đóng quân đêm đó, trưởng mở bản đồ ra, châm một điếu thuốc và phát họa kế hoạch chiến trận của mình. Khoảng rừng giữa vị trí chúng tôi đang đóng quân tại các sườn núi và con sông, trưởng giải thích, tạo nên một hành lang thiên nhiên. Con đường bắt quân thế nào cũng chui đầu vào. Trưởng nói, tảng sáng chúng ta sẽ phái một tiểu đoàn tới địa điểm này, về phía trái lập lực lượng nút chặn giữa sườn núi và con sông. Vào khoảng 8 giờ sáng ngày mai, tiểu đoàn này sẽ đụng độ mạnh với địch quân. Tiếp đó tôi sẽ gửi một tiểu đoàn khác tới địa điểm này, về phía phải. Tiểu đoàn này sẽ chạm địch vào khoảng 11 giờ. Tôi muốn anh ra lệnh pháo binh sẵn sàng nã vào vùng này, về phía trước mặt chúng ta. Trưởng nói, và rồi, chúng ta sẽ tấn công với tiểu đoàn thứ ba và thứ tư của chúng ta đánh xuống mạng sông. Tôi chưa từng nghe thấy điều lạ lùng như vậy tại West Point. Tôi nghĩ bụng, cái gì mà 8 giờ rồi, 11 giờ, làm sao mà có thể hoạch định thời khóa biểu cho trận đánh như vậy được. Nhưng tôi cũng nhận ra kế hoạch của trưởng. Trưởng đã tái tạo chiến thuật Hannibal đã dùng vào năm 217 trước Tây Lịch, khi Hannibal bao vây và tiêu diệt các đơn vị viễn chinh La Mã tại bờ sông Trasimene. Nhưng trưởng nói thêm, chúng ta có một điều khó xử. Quân dù Việt Nam được đưa vào chiến dịch này vì cấp trên lo ngại các lực lượng Mỹ khi đuổi theo địch quân có thể mạo hiểm tiến tới quá sát ranh giới Campuchia. Trưởng nói, theo bản đồ của anh, biên giới Campuchia nằm tại đây, 10 cây số về phía đông nếu so với bản đồ của tôi. Để có thể thực hiện kế hoạch của tôi, phải dùng bản đồ của tôi thay vì của anh. Nếu không, chúng ta không tài nào đánh vòng sâu đủ để đặt lực lượng nút chặn đầu tiên của chúng ta. Như vậy, thiếu tá Squarcop, anh cố vấn sau đây. Viễn ảnh để địch quân chạy thoát trở lại khu an toàn, để rồi khi hồi phục lại sức, chúng lại tấn công trở lại khiến tôi sôi gan lên, cũng giống như mọi quân sĩ khác. Một số địch quân này đã đụng độ với tôi 4 tháng trước đây tại Đức Cơ. Tôi không muốn phải giao tranh lại với chúng 4 tháng tới đây. Như vậy tội gì tôi phải cho là bản đồ của tôi chính xác hơn bản đồ của trưởng cơ chứ? Tôi cố vấn chúng ta dùng làm biên giới và theo bản đồ của trung tá.
Sau khi ban bố các lệnh tấn công, trưởng ngồi nghiên cứu bản đồ với điếu thuốc lá trên môi. Chúng tôi duyệt đi duyệt lại kế hoạch thâu đêm, mường tượng mọi diễn tiến của trận đánh. Khi trời hừng sáng, chúng tôi phái tiểu đoàn 3 tiến quân. Họ tới vị trí và y như là đúng 8 giờ sáng, họ gọi điện về báo cáo đụng địch mạnh. Trưởng phái tiểu đoàn 5 tiến về hướng phải. Vào 11 giờ, họ báo cáo chạm địch mạnh. Đúng như trưởng tiên đoán, trong khu rừng phía dưới chúng tôi, địch đụng đầu với tiểu đoàn 3 tại ven bờ và quyết định tụi mình không thể thoát ngã này, tụi mình sẽ lộn trở lui. Quyết định này trái nguyên tắc căn bản của thế tháo lui và lẩn tránh, tức là chọn con đường bất tiện nhất để giảm thiểu nguy cơ chạm trán với địch quân đang nằm chờ. Nếu chúng chọn leo trận núi Chu Prong ra khỏi thung lũng, thì có lẽ chúng thoát được nạn. Trái lại, chúng đã lần theo thung lũng, đúng như trưởng tiên đoán, và do đó bị chúng tôi đóng vào hộp. Trưởng nhìn tôi và nói, hãy cho nã pháo của anh. Chúng tôi pháo nổ tiếng, tiếp đó trưởng ra lệnh hai tiểu đoàn còn lại đánh xuống sườn đồi. Súng ống khai hỏa rất nhiều, trong khi chúng tôi theo đoàn quân tiến xuống. Vào khoảng 1 giờ trưa, trưởng tuyên bố, ok, chúng ta dừng chân tại đây. Trưởng chọn một bãi quan xinh xắn và chúng tôi ngồi xuống ăn trưa cùng với ban tham mưu. Đang ăn nửa chừng, trưởng bỗng đặt bắt đổ xuống và ra lệnh vào máy phát thanh. Trung tá làm gì vậy? Tôi hỏi. Trưởng ra lệnh cho binh sĩ lục lạo chiến trường để thu lượm súng ống. Chúng ta triệt hạ nhiều địch quân, những đứa thoát chết vứt bỏ lại súng ống khi tháo chạy. Lạ nhỉ, trưởng có nhìn thấy cái quái gì đâu. Mọi điều đều bị rừng cây che đậy. Nhưng chúng tôi ở nán lại bãi quan trọn ngày còn lại, và quân lính ôm về từng bỏ súng ống chất thành đống trước mặt chúng tôi. Tôi khoái quá, chúng ta đã gặt hái một chiến công hiển hách, nhưng trưởng thì lại ngồi yên, thản nhiên hút thuốc. Quân đoàn 2 thuật lại trận đánh này như sau. Hành quân Thần Phong 7, từ 18 tới 26 tháng 11 năm 1965, đoàn đánh kết liễu tại Ia Rang, cho chúng tiêu tùng luôn. Trong 5 ngày liên tiếp từ 15 tới 19 tháng 11, các B-52 đã bay tổng cộng 96 phi vụ từng khu vực một, các khu vực của rặng núi Chu Prong, mỗi khu 20 dặm vuông, tuần tự trải qua một cơn động đất từ Tây sang Đông. Các công sự và hầm hố trước nay từng chống cản các vụ đánh phá của phi cơ tác chiến và pháo binh bắt đầu bị các trái bom 750 cân Anh trực tiếp đánh rập. Lớp cây lá rừng rậm không còn hữu hiệu cho công việc ẩn nấp lẫn bao che, cửa hậu vào Campuchia bị đóng lại. Và để trốn thoát, toàn quân Việt Cộng chỉ còn lại thung lũng eo hẹp của Ia Rang. Ước tính tình báo về khả năng địch thực hiện vào ngày 17 tháng 11 chỉ cho thấy là gần 2/3 lực lượng của họ bị tiêu hao trong những trận giao tranh ở đợt 1 và đợt 2. Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 nghĩ là đến lúc tung lực lượng trừ bị vào để chấm dứt trận chiến đã kéo dài khoảng 1 tháng. Ngoài bị tổn thất nặng nề, địch buộc phải sa vào bẫy các lực lượng của ta dang ra và xô đẩy vào các lộ trình rút lui mà chúng ta dự kiến. Lần này, nỗ lực chính được thực hiện bởi lữ đoàn dù quân lực Việt Nam Cộng Hòa, với sứ mạng triệt hủy các đơn vị Việt Cộng, đào tẩu và tất cả các cơ sở xung quanh thung lũng Ia Rang. Sư đoàn 1 không kỵ Mỹ trước nay gánh chịu tấn công, sẽ tiếp tục tạo áp lực từ Đông sang Tây và cung ứng pháo yểm cho lữ đoàn dù. Cuộc hành quân mang tên Thần Phong 7 khởi động chiều ngày 18 tháng 11, khi lữ đoàn được trực thăng vận tới vùng hành quân, ngay sau khi tới Pleiku. Tôi xin lấy cơ hội này để tuyên dương thành quả vượt bậc của phi đội C-130 của phi đoàn 7 không quân Hoa Kỳ đã vận chuyển trong vài tiếng đồng hồ các đơn vị sau đây. Ban chỉ huy lữ đoàn dù, ban chỉ huy các chiến đoàn 1 và 2 dù, 5 tiểu đoàn dù 1, 3, 5, 7 và 8, từ các nơi khác nhau như Sài Gòn, Biên Hòa, Vũng Tàu và Phú Yên tới Pleiku. Chính là nhờ vào công lao đóng góp của họ mà cuộc hành quân đã có thể khởi sự đúng vào ngày giờ ấn định. Mạnh ai nấy thoát thân. Trong 10 ngày tìm và diệt, từ ngày 18 đến ngày 26 tháng 11,
Nhiều cuộc giao tranh xảy ra trong thung lũng sông Iadrang giữa các đơn vị dù và địch, nhưng phần đông là những cuộc đụng độ nhỏ với các phần tử Việt Cộng tản mát. Đợt 3 của trận Pleymer mang tính chất cá biệt, không những vì địch tháo chạy mà cũng vì tinh thần xuống dốc của quân lính. Vô số vũ khí Việt Cộng được tìm thấy quăng vứt vào bụi cây dọc theo đường mòn hay xuống lòng suối. Cuộc giao tranh lớn nhất trong đợt 3 xảy ra vào lúc 14 giờ 40 ngày 20 tháng 11 tại bắc sông Iadrang. Lần này là lần thứ hai trong trận Pleymer, Việt Cộng rơi vào ổ phục kích của ta và hứng chịu tổn thất nghiêm trọng. Phục kích lần thứ nhất vào ngày 3 tháng 11 bởi các phần tử của sư đoàn 1 không kỵ. Trung đoàn 32 Bắc Việt không can dự và không hề hấn trong suốt đợt 2, cuối cùng bị tìm thấy và buộc phải chiến đấu, mặc dù cố né tránh đụng độ càng nhiều càng tốt. Sáng ngày đó, tiểu đoàn 3 dù được lệnh di chuyển về hướng Nam để giao tiếp với tiểu đoàn 6. Cả hai đơn vị đã thực hiện một cuộc truy lùng kỹ càng tại hai trục khác nhau, từ bãi đổ bộ về hướng Tây. Trong khi di chuyển, tiểu đoàn 3 bị một đơn vị địch cấp tiểu đoàn âm thầm theo dõi. Nhưng một khi cuộc giao tiếp hoàn tất giữa hai tiểu đoàn của ta, đơn vị Việt Cộng này bị kẹt nội trong xạ trường của tiểu đoàn 3 và ngay trong trọng tâm của một ổ phục kích, gần 200 Việt Cộng bị giết trong cuộc giao tranh tình cờ này. Trong khi lùng kiếm các cơ sở địch trong vùng hành quân, lữ đoàn dù phá hủy 3 trung tâm huấn luyện, một kho dấu quân cụ và 75 mái nhà. Các cuộc hành quân tìm và diệt cũng được thực hiện phía nam sông Iadrang, nhưng chỉ có những cuộc đụng độ nhỏ với các phần tử Việt Cộng xảy ra. Ngày 24 tháng 11, vì không còn đụng độ với địch, lữ đoàn dù rút ra khỏi vùng hành quân, chấm dứt đợt 3 của trận Pleymer với 265 Việt Cộng chết, đếm xác 10 bị bắt và 58 vũ khí tịch thu. Xem xét kỹ lưỡng hai bài tường thuật cho thấy tướng Squarkov mô tả cuộc phục kích thứ hai xảy ra ngày 24 tháng 11 với bộ chỉ huy lực lượng đặc nhiệm 1 của Trung tá trưởng Án ngữ trên núi ngày hôm trước tại 231115H như ghi trên bản đồ và điều động tiểu đoàn 3 dù về phía trái. Tiểu đoàn này đụng độ với địch lúc 8 giờ 45 tại 240845H như ghi trên bản đồ và điều động tiểu đoàn 5 dù về phía phải. Tiểu đoàn này đụng độ với địch lúc 10 giờ 50 tại 241050H như ghi trên bản đồ và quân đoàn 2 chỉ nói tới cuộc phục kích đầu xảy ra ngày 20 tháng 11 vào lúc 14 giờ 40 tại 201440H như ghi trên bản đồ. Như vậy, hành quân thần phong 7, trận đánh thung lũng Iadrang Việt xảy ra như sau. Ngày 18 tháng 11, 1965, từ 15 giờ đến 18 giờ, Bộ Chỉ huy Chiến đoàn 1 cùng với Tiểu đoàn 3, 5 và 6 được trực thăng vận đến thung lũng Iadrang. Từ địa điểm tập trung này, Tiểu đoàn 3 tiến bước về hướng Tây, không mấy chốc. Tiểu đoàn này bị một tiểu đoàn địch âm thầm bám sát theo. Trong khi đó, tiểu đoàn 6 cũng được phái đi về hướng Tây, song song với đường đạo của tiểu đoàn 3, nhưng xuống về hướng Nam một tí. Ngày 19 tháng 11, vào lúc 11 giờ, tiểu đoàn 3 được lệnh bắt nối với tiểu đoàn 6. Ngày 20 tháng 11, vào lúc 14 giờ 40, tiểu đoàn 3 và 6 thành công phục kích tiểu đoàn địch quân tại địa điểm hai tiểu đoàn 3 và 6 kết tụ lại. Ngày 20 tháng 11, vào lúc 17 giờ 45, tiểu đoàn 8 được thả vào thung lũng Iadrang. Ngày 22 tháng 11, vào lúc 11 giờ, Bộ Chỉ huy Chiến đoàn 2 và tiểu đoàn 7 được thả xuống cùng địa điểm. Ngày 22 tháng 11, vào lúc 13 giờ 30, Bộ Chỉ huy Chiến đoàn 1, tiểu đoàn 3, 5 và 6 giao kết với các đơn vị mới tới. Từ địa điểm tập trung này, các đơn vị leo núi và tới đỉnh núi ngày hôm sau, 23 tháng 11, vào lúc 11 giờ 15. Ngày hôm sau, tiểu đoàn 3 được phái về phía trái và đụng độ địch quân vào lúc 8 giờ 45. Tiểu đoàn 5 được phái về phía phải và đụng độ địch quân vào lúc 10 giờ 50. Tiểu đoàn 7 và 8 xông xuống núi và địch quân bị đóng hộp với lưng áp vào sông Iadrang.
Tướng Squakov phục lăng trước tay năng quỷ khóc thần sầu của trung tá Ngô Quan Trưởng, đánh hơi các vị trí và đón biết các hành tung của địch quân. Tướng Squakov đâu có ngờ là các toán biệt cách dù hành quân tàng hình giữa lòng địch, bám theo sát địch quân trong khi chúng di chuyển và hành động như tai mắt của trung tá trưởng, báo cáo thường xuyên cho ông tất cả mọi vị trí và di chuyển của địch quân, và ông đâu có hay là địch quân bị sa vào các bẫy sập do các lực lượng ta thiết lập và bị dồn vào các đường lối trút quân mà chúng ta đã dự kiến. Nhờ thu thập và phân tách thông tin tình báo một cách chính xác, quân đoàn 2 đã thực hiện được một cuộc tấn kích ngắn gọn, như thể dùng một con dao giải phẫu, nhắm vào hai tiểu đoàn Việt Cộng 635 và 334. Thành phần còn lại có 12 tiểu đoàn thuộc 3 trung đoàn 320, 33 và 66 mà mặt trận B3 Việt Cộng tung vào chiến dịch Playmer. Trận đánh thung lũng Ea Trang Mỹ được tung ra trước đó dựa vào thông tin tình báo nông cạn, khiến cho tiểu đoàn 1 trung đoàn 70 kỵ Mỹ bị phục kích tại bãi đáp X-ray, và tiểu đoàn 2 trung đoàn 7 kỵ binh Mỹ bị địch phục kích tại bãi đáp Albany. Trái lại, trận đánh thung lũng Ea Trang Việt thành công phục kích địch quân tại hai địa điểm, lần đầu vào ngày 20 tháng 11 và lần sau vào ngày 24 tháng 11. Thử hình dung xem tai họa nào giáng xuống trên đầu năm tiểu đoàn dù Việt Nam. Vì lẽ, nếu như thông tin tình báo tính sai, các tiểu đoàn này sẽ bị thả vào một vùng còn đầy dãy lực lượng địch tương đương với một trung đoàn. Như trong trường hợp của trận đánh thung lũng Ea Răng Mỹ, các tiểu đoàn này sẽ bị nghiền nát và nuốt tươi vì họ không có được tính di động mà các đơn vị thuộc sư đoàn 1 không kỵ Mỹ có được. Giải tỏa sương mù lịch sử. Trận đánh thung lũng Việt quả thật là một chiến thắng quân sự to lớn. Tướng Squakov đã phát biểu, tôi khoái quá, chúng ta đã gặt hái một chiến công hiển hách. Vậy mà, cho đến ngày hôm nay, không mấy ai biết đến trận đánh này. Các tác giả và sử gia Việt Cộng lẫn Mỹ dường như chôn vùi nó dưới lớp đặc sương mù của lịch sử. Việt Cộng thì biết về chiến dịch Playmer, Ea Trang. Người Mỹ thì viết về chiến dịch Pleiku, Ea Trang. Cả hai bên đặt trọng tâm vào trận đánh Ea Trang, đồng thời coi nhẹ trận đánh Playmer, coi đó như là giai đoạn sơ khởi cho trận đánh hoành tráng tại Ea Trang, và hoặc lướt phớt qua, hay hoàn toàn làm lơ trận đánh Ea Trang do lữ đoàn dù Việt Nam thực hiện. Hai bản đồ dưới đây mô tả về trận đánh Ea Trang do ban sự của Westport thực hiện, minh họa cách hùng hồn cái lối nhìn thiên lệch này, trong đó trận đánh Playmer được coi như phần mở màn của trận đánh Ea Trang. Chúng ta cần phải chấn chỉnh lại sử liệu cho trung thực. Chiến dịch Playmer gồm 3 trận đánh. Trận đánh Playmer xảy ra trong khuôn khổ hành quân dân thắng 21 do các đơn vị Việt Nam Cộng Hòa thực hiện. Trận đánh Chu Phong thường được biết là trận đánh Ea Trang xảy ra trong khuôn khổ hành quân Long Ridge do các đơn vị Mỹ thực hiện, và trận đánh Ea Trang xảy ra trong khuôn khổ hành quân Thần Phong 7 do các đơn vị Việt Nam Cộng Hòa thực hiện. Trước khi kết thúc, có một điểm cần lưu ý. Đại tá Nguyễn Văn Hiếu, tham mưu trưởng quân đoàn 2, là người điều động toàn bộ chiến dịch Playmer. Chính đại tá Hiếu đích thân phối hợp các động tác của chỉ huy trưởng chiến đoàn thiết giáp bộ binh, các tiểu đoàn trưởng của các tiểu đoàn 21, 22 biệt động quân và tiểu đoàn 1 trung đoàn 42 bộ binh, các tiểu đoàn trưởng của chiến đoàn Alpha thủy quân lục chiến Việt Nam, các trung đoàn trưởng của sư đoàn 1 kỵ binh Mỹ, các tiểu đoàn trưởng pháo binh Mỹ, các phi công thuộc không lực và lục quân Mỹ, các sĩ quan quan sát viên không lực Mỹ, các sĩ quan lực lượng đặc biệt Mỹ, các sĩ quan biệt cách dù Việt Nam và các tiểu đoàn trưởng của lữ đoàn dù Việt Nam. Điểm đặc biệt cần nêu lên thêm là đại tá Hiếu đã không khéo đón biết Bộ Tư lệnh Mặt trận B3. Thay vì dùng chiến thuật tĩnh động như thường khi, lần này chuyển qua chiến thuật phục kích di động tại Playmer và đã đối phó lại với một phương thức phản phục kích bằng cách trì hoãn bước tiến quân của chiến đoàn thiết giáp bộ binh vài ngày, từ 21 tháng 10 mãi đến ngày 23. Hơn nữa, chính đại tá Hiếu đã dự kiến cách chính xác ngã ngách rút quân của địch và đưa lữ đoàn dù Việt Nam từ tận Sài Gòn đến
khu rừng trú bát ngát của rặng núi Chu Prong, thả quân trúng phốc vào các vị trí ngăn cản địch, với thành quả đóng hộp phục kích hai tiểu đoàn sống sót của Việt Cộng. Tác giả Nguyễn Văn Tín. Bài viết đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.